Như mọi người lần trước và sau lần, mà mình sẽ phải tuyệt vời những người bây giờ đau á. Ủa cậu cọp đó cậu à. Đi mua trà sữa đó con. Nguy hiểm sao cậu chỉ đi mình vậy cậu? Nó đi trà sữa với con là nó đi chơi á cậu biết không? Vậy? Rồi nó rơi quận 8 luôn rồi. À hello Kiều Diễm. Hello con tiên à, cảm ơn Ngân Võ và chào em. Em bị bể giọng rồi chị Muội ơi, em không hát được. Đã kiếm một bài. Người ơi. Cảm ơn Không về, em nói đã chưa cần. về. Cậu về đó, cậu nói rồi mà, nó đi chơi. Tại nãy con vô làm tin nhắn trong Facebook của nó con thấy Đứa nào nhắn kêu đi. thằng con trai nào á, xong cái con nhỏ em gì của nó mới nữa nhắn tin cho nó là kêu là đi đâu với nó hả? Chắc thú gì. Không Thú mà phú thú đâu phải em. mới vú nó vú mới không biết rồi thằng nào á hồi sáng nó gọi luôn mà. Cái gì đấy cậu đó. Nằm thì tắt máy lạnh đi, nằm ngủ thì mở, đúng Eo. không? Nó hao điện má nó. Cái mở phải liên giờ tục đi, nó cái không ngủ nữa, được sắp chiều rồi còn ngủ gì nữa mà mở. Giờ nó thức rồi. Thì tắt đi mở máy lạ, máy quạt. Trời ơi hao điện thấy bà luôn rồi ai trả. Nó có ngủ nữa đâu. Mấy giờ rồi? Mở máy lạ máy quạt lên nè. Đu gì quá nha tiên. Em đóng với mặt anh á. Em khỏe anh ơi. Nghe nha.
làm điều này. Ơ cha 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 cha. Sama hả? Ờ, em bận rồi. Em với Sama nè. Giờ nè, anh lấy cái tô đi, uống tô luôn. Đổ vô. Để anh uống phần ngoài cho. Anh bị đổ gì vậy? Trà sữa. Còn cái nào lủng không? Trời ơi, kỳ quá à. Lủng quá nè, làm sao thấy vậy? Đừng. Cái gì vậy? Lủng rồi. Dạ, dạ. Chứ gì nữa. Dạ, dạ, lấy cái ly khác đi. Uống cũng ngon với anh nữa. Rồi, có cái ly bự nào không? Hay là bỏ, bỏ. Để đi gì kiếm cái ly bự đi, có cái ly nào mà... À, mẹ, tôi gọi gì vậy? Đi lồng ngon ghê. Lấy cái muỗng nè con. Mòn quá à. Ôi anh thích đây nè. Ôi anh ăn đồ thừa của em à. Thời với gì nè. Em chưa nói vụ anh là mình... ăn đồ thừa đó con. Nghe gì nói chưa. Đến Giang còn nói không vậy hả. Con là chồng nó chứ phải. Ở chưa gãi đâu chứ. Ai cưới rồi đâu. Ê, nó lại nha. Tắt cơ. Tắt cơ. Đấy. Không đi chơi nữa. Ai chơi đâu. Tiền. Ê, hỏi là tiền. Mày đâu rồi? Đâu rồi đâu. Mày đừng có điên. Nó thiệt có gì không biết đi đâu. Thiệt. Nãy biết gì nó đi tao không? Nó có đi đâu. Nó không bỏ không đi chơi đâu. Ừ. Không nhưng mà. Nè cũng sạc nè. Ừ. Để sạc này mà. Ừ. Ừ. Rồi đứa hai. Chơi chơi đi mọi người ơi. Nãy ba mấy người coi. Xưa còn mấy người coi vậy. Anh không có anh vô là không coi không. Nước em. Rồi anh. Chưa. Rồi bớt chén cơm ăn à. Đừng cũng hết hả. Ê, à, chà Thảo Nhi và chà Bảo Khánh. À, mua nhiêu vậy? Em nói 20 không? Ừ. Em mua 21 ngàn. Trời em đủ, trời, phải em vậy, không giữ kẻ luôn. Anh ấy, anh đúng rồi, cái mệt là hơi bị nhiều. Nhiều con. Đây, để em múc nước thêm đi. Mọi người ơi, cho Ngọc hỏi là bây giờ Ngọc điên quá thì Ngọc sẽ đánh người thế nào? Mọi người với Ngọc đánh người rồi đúng không? Thấy không? Thấy không? À chuyển rồi. Trời em. Là thấy em á. Đưa lên đúng. Đi đâu rồi? Má. Không có gì mà đổ. Nãy giờ đổ nhiều lần. Dở vậy. Dạ, có đi uống hết. Má. Thật gì mà chú lè vậy? Phòng, đủ đáng hả? Phòng của nó, phòng của tao. Cái gì vậy? Đủ đáng hả? Màu đen nè. Đủ đáng hả? Thủy tinh. Đủ đáng, ôi. Hộp lè. Chê chê hộp lè.
tầm cho em ơi. Anh vô bả mua đi gái cho em đi. Mệt. Đem mua ly khác uống anh. Em bao hai ly. Đừng nghe em không có tiền phải không? Tiền nên có mấy ngọc ra không chứ đâu. Ơi. Tự. Thằng kiếm bạn em nói chuyện với bạn anh. Anh chửi bạn anh. Em quay bớt biến thái đi nha. Tàn một lục biến thái mà. Đàn ông mới gái đẹp, đàn ông mới trai. Trời ơi, thằng nàng đấy. Ngủ chung với nhau, bạn anh. Em nói tự hiểu đi. Những cái người nào mà anh ngủ chung á, bạn anh á. Bạn tao đi chửi. Gì? Bạn em đi chửi. Gì? Bạn chuyển mặt à. Hả? Bạn hốt cho bạn ăn là bạn em biến. Bạn em biến thái. Em rất là vô. Dạ mới trưởng thành từ mày. Mọi người ơi, cho Ngọc hỏi là chừng nào Ngọc mới được trưởng thành. Bita xin chào mọi người. Đi mua uống à em bao. Đi ăn. What's it on na 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 what it was on na na na. Anh lừa tình anh. Vô coi đi anh. Anh chụp cho tới mình thôi. Đi ăn cơm. Ôi. Bớt la. Anh. Anh nói gì? Để giọng móp cái tủ lần hai nha. Anh để tắt quy đi dự tiêu đó chị nha. Gì? Anh đi chơi sổ. Giấu tìm, giấu giếm tìm. Mẹ, lắm dọc.